Bên kia là Vinh Bên.
Vinpearl kìa các bạn. Ai hẹn Vinpearl hôm nay thì mình sẽ đi Vinpearl. Vinpearl đó, còn bên này là cáp treo nè, mấy cái trụ cáp treo nè các bạn thấy không? Cáp treo đó, mình sẽ đi cáp treo ra Vinpearl chơi. Đó Vinpearl đó, mới 6 giờ ở đây, còn trời còn đang rất là nhiều sương mù. Biển hôm nay rất là mạnh, biển động, sóng rất là lớn. Đó, đây là biển. Trời ngồi. Rồi, hẹn.